Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Sẵn sàng cho lễ công bố thành lập thị xã Sapa. Lực lượng vũ trang Lào Cai sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Cần tăng cường kiểm soát tái đàn nuôi lợn trở lại. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho lễ công bố thành lập thị xã Sapa. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo lễ công bố thành lập thị xã Sapa, lãnh đạo huyện Sapa, các sở ngành có liên quan. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Sapa, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ công bố thành lập thị xã Sapa được huyện tích cực chuẩn bị. Các hoạt động chính gồm chương trình lễ công bố, văn hóa, văn nghệ, bắn pháo hoa, một số hoạt động phụ trợ như trưng bày hành trình từ một trạm nghỉ dưỡng đến khu du lịch quốc gia mang tầm cỡ quốc tế, trình diễn thổ cẩm và không gian âm nhạc dân tộc, festival đường phố quốc tế, triển lãm trình diễn các nghề thủ công và ẩm thực truyền thống, đón khách quốc tế đầu tiên đến thị xã, giới thiệu sản phẩm du lịch mới, gắn biển công trình chào mừng thị xã Sapa. Các hoạt động cơ bản đã sẵn sàng hướng tới ngày diễn ra lễ công bố. Chương trình lễ công bố được tổ chức tại sân vận động Sapa vào 19h30 phút ngày 28 tháng 12. Dự kiến sẽ có khoảng 750 đại biểu khách mời tham dự. Trong thời gian từ nay đến ngày diễn ra lễ công bố, các ngành chức năng sẽ khắc phục một số khó khăn như phân luồng giao thông, bố trí điểm đỗ xe, đảm bảo an toàn điểm bắn pháo hoa, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, lễ công bố thành lập thị xã Sapa là sự kiện chính trị trọng đại, sự kiện văn hóa đặc sắc của tỉnh Lào Cai. Do đó, các sở ban ngành của tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức sự kiện, chuẩn bị chú đáo các điều kiện, phương án để lễ công bố diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm và ấn tượng. Đồng thời chủ động làm tốt công tác tuyên truyền để người dân thấu hiểu sâu sắc về ý nghĩa của sự kiện, không chỉ đơn giản là lễ công bố mà là bước phát triển mới, dấu son quan trọng trong lịch sử phát triển và xây dựng Sapa khi chuyển từ huyện thành thị xã. Làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh các công trình hạ tầng đô thị và trang trí đường điện, hoa, cây cảnh, tạo điểm nhấn và cảnh quan đô thị văn minh sạch đẹp. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. Các hoạt động chuẩn bị cho lễ công bố gắn với hoạt động mừng Đảng, mừng xuân mới, góp phần tuyên truyền quảng bá rộng rãi hình ảnh đất và người Sapa trong tinh thần phát triển mạnh mẽ, bản lĩnh trong hiện tại và tự tin trong khát vọng vươn lên. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, ngày 21 tháng 12 năm 1949, Đảng bộ quân sự tỉnh Lào Cai chính thức được thành lập. Trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang ấy, Đảng bộ quân sự tỉnh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, của Đảng bộ, chính quyền tỉnh và sự chăm lo, yêu thương, đùm bọc của nhân dân đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đoàn kết gắn bó với nhân dân, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, từng bước xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ quân sự tỉnh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Lào Cai đã sát cánh cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh, ra sức xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Quán triệt quan điểm đường lối quân sự của Đảng và nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương, lực lượng vũ trang đã phát huy tốt vai trò làm nòng cốt, cùng toàn dân từng bước xây dựng củng cố vững chắc khu vực phòng thủ, tạo môi trường thuận lợi để mở rộng đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Luôn luôn là tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra không để bị động bất ngờ. Cái thứ hai là chúng tôi đã duy trì nghiêm các cái chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cơ quan đơn vị. Đấy, luôn là duy trì nghiêm cái kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước. Đấy. Cái thứ ba là đã tổ chức tốt cái huấn luyện hàng năm tới các đối tượng, đấy, kể cả là lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ, và tổ chức tốt được các cái cuộc diễn tập luyện tập. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu vẫn được xem là nhiệm vụ chủ chốt luôn được Đảng bộ quân sự tỉnh đặt lên hàng đầu. Với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, nhiều năm qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luôn làm tốt công tác huấn luyện tân binh, góp phần phục vụ công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị các mô hình học cụ, vật chất huấn luyện đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt,
đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng chất lượng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát tình huống, sát đối tượng và địa bàn, tuân thủ nghiêm túc theo đúng chương trình, nội dung huấn luyện. Thì Đảng bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã triển khai cho các cái cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang của tỉnh thường xuyên giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch và các cái thế lực phản động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng nắm chắc tình hình biên giới quốc gia, địch trên không và an ninh trong nội địa, từ đó có những biện pháp phối hợp để xử trí kịp thời các cái tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Song song với công tác huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thảm họa thiên tai cũng luôn được Đảng bộ quân sự tỉnh đặt lên hàng đầu. Câu chuyện về những người lính không quản hiểm nguy, bất kể ngày đêm, gắng sức phục vụ hậu quả thiên tai đã trở thành một điểm tựa để người dân vượt qua nỗi đau, mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, công tác dân vận, đồng hành, giúp dân phát triển kinh tế xã hội là một nhiệm vụ được Đảng bộ quân sự tỉnh luôn ưu tiên hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Những chuyến hành quân dã ngoại giúp dân phát triển kinh tế, làm đường giao thông nông thôn, dọn dẹp vệ sinh môi trường, dựng nhà giúp dân hay những buổi tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa luôn có dấu ấn của người lính Cụ Hồ. Góp phần trong cái việc nâng cao cái sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, rồi xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ toàn tỉnh cũng như các huyện, thành phố ngày càng vững chắc. Và nhất là cái chất lượng tổng hợp trong xây dựng sức mạnh chiến đấu cũng như là sẵn sàng chiến đấu, rồi các cái nhiệm vụ cụ thể trong giải phá bom mìn, rồi trong xây dựng lại các địa phương của tỉnh, rồi thì trong sẵn sàng chiến đấu ứng phó với những cái biến đổi của thiên tai khí hậu mà ảnh hưởng đến sản xuất rồi đời sống của nhân dân. Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai luôn luôn đi đầu, chủ động, sẵn sàng và đã giành được nhiều thành tích quan trọng. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Đảng bộ quân sự tỉnh Lào Cai đã luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ và những giá trị cao đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Kế thừa truyền thống ấy, trong thời kỳ đổi mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ và toàn lực lượng vũ trang Lào Cai sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng để xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, đề cao nhân tố chính trị, tinh thần, tạo động lực mới, động viên, cổ vũ, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên, hoàn thành nhân cách của người quân nhân cách mạng. Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sapa theo quyết định số 1845 ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định rõ 12 phân khu du lịch trên địa bàn huyện Sapa. Căn cứ vào các hạng mục dự án và các nội dung được quy hoạch, Ủy ban Nhân dân huyện Sapa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, coi đây là kim chỉ nam định hướng cho hoạt động du lịch của huyện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Theo đó, việc tổ chức quản lý các tuyến điểm du lịch trên địa bàn vẫn được triển khai tốt. Cụ thể là đã tiến hành công nhận các tuyến điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện, gồm 4 tuyến du lịch, 1 điểm du lịch địa phương núi Hàm Rồng. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện đã xây dựng tờ trình số 453 ngày 12 tháng 11 năm 2019 và đề nghị điều chỉnh các điểm du lịch trên địa bàn huyện Sapa, xây dựng 2 hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch mới, điểm du lịch cộng đồng sinh thái Ngũ Chỉ Sơn, điểm du lịch Mường Hoa. Đến năm 2019, các tuyến điểm du lịch trên địa bàn huyện Sapa đón 250.000 lượt khách với tổng doanh thu đạt 38 tỷ đồng. Để du lịch cộng đồng phát triển thành một thương hiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của Sapa, huyện đang tập trung nguồn lực đầu tư 7 hạng mục cho các điểm du lịch cộng đồng, đó là hỗ trợ tín dụng, mời tư vấn các hoạt động đặc thù, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng du lịch, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc thù gắn với nghề truyền thống, sản xuất nông nghiệp và bản sắc văn hóa các dân tộc Sapa, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ mở rộng thị trường và xúc tiến quảng bá, nâng cao năng lực của các ban quản lý du lịch cộng đồng. Năm 2019, du lịch Bắc Hà tiếp tục có nhiều khởi sắc, góp phần khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống và lợi thế được thiên nhiên ban tặng để phát triển kinh tế xã hội, địa phương, nâng cao đời sống cho người dân. Để ngành du lịch phát triển, huyện Bắc Hà đã xây dựng đề án phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa giai đoạn 2016-2020, đề án bảo tồn phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống giai đoạn 2016-2020.
Hiện trên địa bàn huyện Bắc Hà có 4 điểm du lịch là chợ phiên Bắc Hà, dinh thự Hoàng A Tưởng, điểm du lịch cộng đồng thôn Trung Đô, thung lũng hoa Thải Giàng Phố và 5 tuyến du lịch từ thành phố Lào Cai đi Bắc Hà, sau đó đến các địa phương. Toàn huyện có 54 cơ sở lưu trú, trong đó có 26 nhà nghỉ homestay cơ bản đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Các sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện đã được chú ý xây dựng để thu hút du khách đến với địa phương, đồng thời đẩy mạnh triển khai xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng như đua ngựa truyền thống, chợ đêm, du lịch cộng đồng nhằm tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch Bắc Hà trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần vào tăng trưởng kinh tế xã hội. Năm 2019, dự ước lượng khách du lịch đến với Bắc Hà đạt trên 418.000 lượt người, doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 390 tỷ đồng. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh vừa tổ chức chương trình vui đón Giáng sinh cho tất cả các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Tại chương trình, các bệnh nhân đã được thưởng thức nhiều tiết mục ca múa nhạc vui nhộn do các em học sinh đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai, trường Mầm non Hoa Hồng biểu diễn. Đặc biệt, các bệnh nhân đã được thưởng thức chương trình ảo thuật đặc sắc do ảo thuật gia biểu diễn. Cũng tại chương trình, các bệnh nhân đã cùng nhau liên hoan vui đón Giáng sinh sớm. Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình đã trao trên 70 suất quà cho các bệnh nhân nhi đang điều trị tại bệnh viện. Thông qua chương trình đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các bệnh nhân yên tâm điều trị, chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Công ty Điện lực Lào Cai vừa tổ chức lễ khánh thành đường thôn Khoa San Trải, xã A Lù, huyện Bát Sát. Đây là địa phương do đơn vị giúp đỡ thực hiện nông thôn mới. Xã A Lù là một trong những xã nghèo của huyện và có tỷ lệ nghèo cận nghèo còn khá cao. Với trách nhiệm là đơn vị được phân công đỡ đầu xã trong thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, công ty Điện lực Lào Cai luôn tích cực trong việc hỗ trợ địa phương hoàn thành các tiêu chí đề ra như kéo mới đường điện lên thôn Tả Suối Câu, hỗ trợ vật liệu làm nhà vệ sinh cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đối với công trình đường thôn Khoa Sàn Trải có tổng chiều dài trên 500m và chiều rộng 2m. Trong đó, công ty Điện lực Lào Cai hỗ trợ cho nhân dân toàn bộ vật liệu với trên 126 triệu đồng, người dân đóng góp công sức hoàn thiện công trình. Có đường mới đã giúp cho việc đi lại của bà con nhân dân trong thôn thuận tiện hơn rất nhiều, không còn cảnh bùn sình lầy lội, trơn trượt như trước đây nữa. Cũng tại buổi lễ, công ty Điện lực Lào Cai đã trao 63 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn của xã, trao bằng tiền mặt cho 23 hộ nghèo, mỗi hộ 500.000 đồng, mua cây giống phục vụ sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang được kiểm soát chặt chẽ, nhiều địa phương đã công bố hết dịch và nông dân có thể nuôi lợn trở lại. Vấn đề cần được quan tâm khi nuôi lợn trở lại đó là kiểm soát nguồn giống, thực hiện chăn nuôi an toàn để hạn chế dịch bệnh phát sinh. Đàn lợn này đã được bà Trần Thị Vui ở tổ 5 thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng mua về nuôi cách đây 5 ngày. Thế nhưng chưa khi nào bà phải mua lợn giống với giá cao kỷ lục như hiện nay, 1 triệu 400 nghìn đồng mỗi con có trọng lượng 7 kg. Sau dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại Phong Hải, gia đình bà chưa có điều kiện để tái đàn trên quy mô lớn. Nuôi nhỏ, gây dựng dần cũng là khuyến cáo được chính quyền địa phương tuyên truyền để những hộ chăn nuôi quy mô nhỏ thực hiện tái đàn đúng quy trình. Mua phải tiêm phòng đầy đủ các mũi đấy. Ngày nào cũng thuốc khử trùng, rắc vôi 2 ngày rắc một lần. Đã bao giờ gặp cái đợt dịch nào như cái đợt dịch này chưa? Chưa, thật bé giờ nuôi lợn nhiều mà chưa bao giờ như này. Đợt này là kéo dài nhất. Ở tất cả các xã thị trấn của huyện Bảo Thắng hiện đã công bố hết dịch, nghĩa là nông dân có thể tái đàn nuôi lợn trở lại. Đối với những hộ phải mua con giống thì yêu cầu về con giống có nguồn gốc rõ ràng, được tiêm phòng các loại vaccine theo quy định. Nếu mua con giống từ các địa phương khác thì lô giống đó phải có giấy kiểm dịch đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đối với các gia đình thực hiện tái đàn tại chỗ thì yêu cầu bắt buộc là thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. Trong chuồng là cứ đều là từ 70-80 con cho đến 100 con hoặc là dư 100 tí. Có coi như hướng coi như là vay thêm ít vốn đầu tư của ngân hàng để đầu tư thêm, thì muốn làm thêm chuồng để nuôi phát triển thêm cái lợn thịt. Trong cái thời gian dịch thì nói chung là gia đình là tất cả coi như là hầu như là cấm không cho một ai ra vào, ngoài coi vậy là mình ra. Thế và ngay người trong gia đình là hàng ngày coi như là cho ăn nước này khác, là mình ra va chạm với bên ngoài mà khi về là phải thay quần áo, và phải thay quần áo mới được vào chuồng. Nên chú trọng những cái công tác, một là về chuồng trại chăn nuôi, thứ hai là về con giống, thứ ba là về kiểm dịch cái con giống, rồi là quản lý cái đàn lợn khi nhập đàn.
Cùng với việc kiểm soát nguồn giống, huyện Bảo Thắng đang tập trung cho việc khuyến cáo nông dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, hạn chế và dần hướng đến không chăn nuôi nhỏ lẻ. Tết Nguyên đán đang cận kề, tỉnh Lào Cai và nhiều địa phương khác chắc chắn sẽ thiếu nguồn cung thịt lợn. Vì vậy, thời điểm này cần có các giải pháp tích cực để người dân chuyển đổi phương thức chăn nuôi, tổ chức lại sản xuất nhằm hướng đến sản xuất an toàn. Bây giờ chăn nuôi theo hình thức sinh học và an toàn và tăng theo hộ lớn chứ không tăng theo không chăn nuôi những hộ nhỏ lẻ. Thứ nhất, thứ hai là tái đàn, hiện nay tái đàn sự nhất là việc mà lựa chọn con giống. Đấy là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện hai cũng cảnh báo là cái việc mà ồ ạt tái đàn thì nó việc dư thừa cái câu sản lượng, tức là sư lượng cung tăng lên thì cái việc mà cái giá lợn thì cũng là cái tiềm ẩn mà chúng ta cũng phải kiểm soát và tư vấn cũng như là hướng dẫn bà con dân trong cái việc tái đàn. Bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện vẫn chưa có vaccine phòng bệnh, vì thế hơn lúc nào hết người chăn nuôi cần coi trọng thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học để không xảy ra dịch bệnh nói chung, dịch tả lợn châu Phi nói riêng. Phòng PC03, PC08 Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, trạm thú y thành phố Lào Cai tiến hành tiêu hủy lô hàng sản phẩm gia cầm nhập lậu với số lượng lớn. Lô hàng trên được các lực lượng chức năng của tỉnh phát hiện và tiến hành kiểm tra tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Quá trình tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hàng hóa gồm 1.750 kg vịt mổ sẵn và 250 kg sản phẩm gia cầm đông lạnh, được bọc trong túi ni lông có in chữ nước ngoài và đựng trong các bao tải sắc rắn. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng là ông Trần Văn Thành, địa chỉ ở xã Bà Lầu, huyện Mường Khương, và bà Trần Thị Hoa, địa chỉ ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ đối với lô hàng trên. Toàn bộ lô hàng này đã được bàn giao cho đội quản lý thị trường số 7 lập hồ sơ trình Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền là 60 triệu đồng đối với hai chủ hàng trên, trị giá hàng hóa tiêu hủy là 98.750.000 đồng. Phần thời lượng còn lại của chương trình hôm nay, mời quý khán giả cùng chúng tôi điểm lại những tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua. Một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng diễn ra trong tuần qua là chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc của đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn. Ngay sau khi đến thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam, hội đàm với đồng chí Trần Hào, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Trung Quốc, gặp mặt xã giao lãnh đạo Châu ủy Châu Hồng Hà. Tại hội đàm, lãnh đạo hai bên đều khẳng định trong các tỉnh phía Bắc của Việt Nam thì tỉnh Lào Cai và Vân Nam có quan hệ gắn bó mật thiết, lâu đời, sâu sắc, rộng rãi và chặt chẽ nhất. Mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh đã được hiện thực hóa theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước. Do đó, đã đạt được kết quả rất khả quan trên nhiều lĩnh vực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có của hai tỉnh để thúc đẩy nhau cùng phát triển. Trong tuần qua, 63 tỉnh, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Trung ương, trong đó có tỉnh Lào Cai, đã tham gia hội nghị học tập chuyên đề tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Những nội dung tiếp thu trong hội nghị sẽ giúp các đại biểu vận dụng sáng tạo vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả thiết thực. Tuần qua, các địa phương trong tỉnh đã long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân. Tại buổi gặp mặt, các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và mong muốn thời gian tới, các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đóng góp sức lực và trí tuệ cùng Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Trong dịp này, các địa phương, ban ngành cũng đã có nhiều hoạt động nhằm tưởng nhớ,
tri ân tới các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Cùng với thành lập thị xã Sapa, hai xã Thanh Kim và Bản Phùng sẽ được sáp nhập thành xã Thanh Bình trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của hai xã. Đến thời điểm hiện tại, mọi công việc bàn giao, thực hiện di chuyển cơ bản đã hoàn thành. Theo đó, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã mới sẽ được chuyển về Bản Phùng, còn trụ sở hành chính xã Thanh Kim sẽ được bàn giao cho trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở. Ngoài việc được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ khang trang, thì khi thực hiện sáp nhập giữa hai xã, mọi chế độ chính sách của cán bộ người dân nói chung và người nghèo nói riêng sẽ được giữ nguyên và tăng thêm một số chính sách hỗ trợ mới về khu vực. Không chỉ riêng tại Thanh Kim hay Bản Phùng, mà mọi công tác chuẩn bị cho Sapa lên thị xã đang được các địa phương trên địa bàn huyện gấp rút đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong niềm vui phấn khởi của nhân dân. Nhân dân thôn Sơn Cánh, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai sống chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi thủy sản. Tuy nhiên, từ khi nhà máy tuyển quặng Cam Đường thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam xây dựng hồ thải tại đây thì cuộc sống của nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề. Ruộng đất sản xuất của nhân dân bị vùi lấp, mương nước bị phá hủy. Nhân dân ý kiến nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Mong muốn lớn nhất của nhân dân có diện tích đất nằm dưới hồ thải của nhà máy tuyển quặng Cam Đường thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam là nhà máy phải có kè bảo vệ, ngăn chặn đất đá vùi lấp xuống đất sản xuất của nhân dân. Công ty tiếp tục thống kê những thiệt hại của nhân dân để hỗ trợ đền bù, hoàn trả lại mương thủy lợi cho nhân dân phục vụ sản xuất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.